Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Quang Tê, trưởng ban tuyên giáo của Đoàn Than khoáng sản Việt Nam cho đơn vị công ty cổ phần Than Cam Sơn. Xin lỗi, công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài. Tiếp theo là phần trao giải cho nội dung bóng đá nam đội mạnh.